Không cần anh phải lo. Giận anh hả? Sao em phải giận anh? Anh là gì mà em phải giận anh? Nói vậy là giận rồi. Em giận như vậy, anh vui lắm. Em giận mà anh lại vui. Anh cũng ít khác người ha. Thì thương người ta mới giận. Ai đâu giận người dưng bao giờ đúng không? Anh còn tưởng em ghét anh một chuyện hôm qua kìa. Em còn dám nhắc chuyện hôm qua nữa. Sau này đừng có làm việc đêm quá. Với lại em bỏ uống cà phê ban đêm đi, đâu tốt sức khỏe đâu. Chị, anh ăn hết của em hả? Chứ sao nữa. Bây giờ anh chỉ múc cho em nước. Thật ra ăn cua đỡ bị chảy máu cam. Để anh bóc cho em xem. Đừng. Nghe anh nói đây. Thật ra thì người ta yêu nhau, thường người ta sẽ nắm tay trước, sau đó mới tới hôn. Nhưng mà mình toàn làm ngược lại không mà. Nhưng lỡ mình vẫn phải làm đúng thủ tục chứ. Từ đấy anh có ý gì đâu. Tại vì em phải để bụng em thật đói. Em ăn món lẩu mới ngon. Anh nói thật, món lẩu này xuất sắc lắm. Em đang giảm cân rồi. Mà hôm nay em chỉ ăn bánh muỗng thôi. Mai giảm cân được không? Hôm nay ăn cho đã đi. Ok, nể anh lắm ấy nha. Này, nhưng mà anh hỏi thật nhé. Một năm giảm cân bao lần? 21 lần. Được chưa? Thiết thật. 9 rồi nè. Nước ở đây ngon xuất sắc. Không có nước lèo nào bằng ngọn đây hết. Ăn đi. Đâu? Hả? Uống nước đi. Nãy giờ anh chỉ múc cho em nước. Thật ra ăn cua đỡ bị chảy máu cam. Để anh bóc cho em xem. Lâu lắm rồi em mới đi dạo buổi tối như này. Thời tiết thích quá hả? Anh sao vậy? Quen hơn, đừng để ý. Cũng lạ quá ha. Khoan, đừng. Nghe anh nói đây. Thật ra thì người ta yêu nhau, thường người ta sẽ nắm tay trước, sau đó mới tới hôn. Nhưng mà mình toàn làm ngược lại không mà. Nhưng lỡ mình vẫn phải làm đúng thủ tục chứ.
nhà. Em vào nhà đi. Anh về trước đi. Vậy trước khi về ý rằng mình phải tạm biệt nhau cái chứ. Con. Mẹ. Hả? Sao mẹ đến trễ vậy? Trễ cái gì mà trễ? Mẹ đợi con từ chiều tới giờ đó. À, xin giới thiệu với mẹ. Đây là anh Đông, sếp của con. Và cũng là hàng xóm con luôn đó mẹ. À, vậy à. Còn đây là mẹ. Dạ. Con chào bác. Nhà con ngay bên cạnh này ạ. Chào con. Dạ. Ờ, hai đứa ăn gì chưa? Mẹ có nấu một vài món đó. Mẹ đợi con về ăn đây nè. Ừ, vô ăn luôn nghe. Chắc là ăn rồi đúng không? Ừ. Con no rồi mẹ. Tay mẹ giờ không còn mềm như xưa nữa. Con mà ngủ quên á là đến sáng mai á tay mẹ liệt luôn đó nha. Con nhớ hồi lớp 6, con ngủ gác chân lên chân mẹ và sáng hôm sau mẹ không nhấc chân ra khỏi giường được nữa. Từ đó mẹ không cho con ngủ cùng nữa. Chứ sao nữa. À, con nè, cái cậu hồi nãy á mẹ thấy cũng đẹp trai đó nha. Mà thấy cái khuôn mặt cũng có vẻ phúc hậu đó. Mẹ. Con nghe đồn ngày xưa mẹ lấy ba cũng chỉ vì ba đẹp trai đúng không? Cái gì? Vậy là con nghĩ ngày xưa ba đẹp trai hả? Nói chung á, vợ chồng lấy nhau á là do duyên nợ hết á. Có duyên mà không có nợ thì cũng đâu có đến với nhau được. Giờ gầy quá. Nè con, chính vì vậy mà con cần phải tìm một cái cánh tay lực lưỡng để mà con gối vào. Cô đó nha, sắp ế đến nơi rồi đó, mà suốt ngày cứ lo kén chọn không à. Lỡ ế rồi thì con tiếp tục gối lên tay mẹ nha. Trời ơi. Lại mắc nợ con nữa rồi, đúng không? Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa? Bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu. Một mình em cũng giấc mộng. Nên giấc mơ vỡ tan tành. Anh yêu em được bao lâu? Xem sớm nhất trên Vion.